Hội Quang Tây xin chào bà con và các bạn nha. Hôm nay cập nhật giá anh Long 20 tây tháng 2. Hiện tại giá anh Long có chiều hướng đi ngang nha. Giá anh Long hiện tại thì nó đi ngang. Đi ngang là không tăng không giảm đó nha. Thì nó có dấu hiệu đi xuống. Tại vì có rất nhiều kho hiện tại bây giờ đang đóng cửa, thì mình có nhiều kho giá trên là 2 đến 3 ngàn. Mình thì mình đưa cái giá kho nào cao nhất thì mình cập nhật cho bà con. Có nhiều kho nó trên là tới 3 ngàn. Tại vì hiện tại là những kho đóng cửa là những kho không có đơn hàng, còn những kho mở cửa là những kho đó có đơn hàng, có đơn hàng nó mới thu mua cho bà con. Còn mấy kho nào đóng cửa là nó hết, nó không có đơn hàng để nó xuất đi á, nên nó đóng cửa. Thì kênh mình sẽ cố gắng cập nhật giá anh Long liên tục, thì giá cả nó có lên xuống thì kênh sẽ cập nhật liên tục để gửi đến cho bà con. Rồi bây giờ giá anh Long ruột trắng hàng đẹp 15 đến 18 ngàn, hàng sàn 12 đến 14 ngàn, hàng dạt từ 5 đến 9 ngàn. Giá anh Long ruột trắng có thể trên lệch 1 đến 2 ngàn tùy theo dựa, thì theo kho nha. Giá anh Long ruột đỏ loại 1 30 ngàn, loại 2 23 ngàn, loại 3 17 ngàn, loại 4 10 ngàn, hàng dạt 2 đến 4 ngàn. Thì có nhiều kho hiện tại là mua giá Long ruột đỏ 15 ngàn, 16 ngàn, 17 ngàn. Thì mình cập nhật giá 17 ngàn là giá tốt nhất. Rồi hôm nay mình cập nhật nhanh giá Long đến đây thì cũng xin kết thúc. Chào bà con và các bạn, hẹn gặp lại ở video sau nha.